Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Với cái đội hình gồm 5 yêu tướng giai đoạn đầu mà chỉ cần nhập cốt là được này, mình đi vừa tải cũng đã rất là ngon rồi. Đấy, mình cũng sẽ ghép luôn này, thêm 100 mảnh ghetto nữa. Lúc giai đoạn đầu mình nhớ là nhận được 3-4 vị tướng liền cơ mà. Đâu, cho mình nghe nó quay trở lại với game siêu anh hùng đại chiến nhá. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em tân thủ ngày đầu tiên thì chúng ta nên làm gì. Ok, chắc chắn là phải nhận quà đăng nhập rồi, bởi vì trong này sẽ có vé chiêu mộ anh em ạ. Mỗi ngày 10 vé. Đây, hôm nay thì mình đã nhận 10 vé rồi. Ngày mai thì mình sẽ có thể nhận thêm 10 vé nữa và có thêm một dưỡng anh hùng SR. Ngon lành cảnh đào luôn anh em ơi. Thế thì đây, mục tiếp theo là ở trong phần lễ hội anh em vào cho mình nha. Trong phần thám hiểm nếu như đi vượt ải ấy, đạt những cái mốc nhất định như này thì chúng ta sẽ nhận được thêm rất là nhiều vé chiêu mộ, anh em thấy chưa? Thì cố gắng là vượt ải 8.10 nha anh em để có thể là nhận luôn nhiều vé chiêu mộ ngày đầu tiên luôn ạ. Thì mình sẽ có thể là có thêm vé chiêu mộ để vào đây để chiêu mộ thôi. Chiêu mộ cao cấp này. Lúc đầu thì chúng ta nhập cốt các kiểu thì sẽ được 30 vé. Thì 30 vé là chúng ta đã chiêu mộ rồi. Bây giờ nhận quà nữa là chiêu mộ thêm 20 phát nữa là kiểu gì cũng sẽ có thêm một anh hùng SR. Đối với tựa game này thì chúng ta tướng SR là chơi rồi nha. Lần đầu tiên là xem ra được cái gì nào. X10. Frankie. Ok, 10 lần nữa. Rồi, 10 lần nữa thì chỉ có tướng bậc S thôi. Tiếp tục là 9 lần nữa sẽ nhận được anh hùng bậc S. Nhưng mà mình cần là SR với cả SR cơ. Tiền 39 vé nữa thôi. Thì bây giờ chắc chắn là chúng ta cần phải đi vượt ải anh em nhá. Nhưng mà trước đấy thì anh em check qua phần sự kiện cho mình này. Trong này có chiêu mộ cao cấp thì sẽ nhận được thêm một chút mảnh SR anh em ơi. Cứ đủ 100 mảnh là chúng ta sẽ ghép được một vị tướng nha. Thì anh em vào phần mở rộng ngay bên cạnh cái chỗ túi này, cái mặt của mình đang bị che mất, anh em thông cảm nhá. Đấy, vào thư viện này, sau đấy ấn thưởng thu thập. Nhận ngay. Là mình đã nhận được rất rất nhiều kim cương nha. Với đống kim cương đấy thì chúng ta nên làm gì? Thì anh em chưa làm gì vội mà lại đi vượt ải cho mình nha. Đây, cứ vượt xong ải nào mà có nhận ngay được thưởng, anh em cứ nhận cho mình. Ở đây sẽ có rất là nhiều mảnh, ví dụ như là mảnh tướng R cũng được, kim cương có rất là nhiều luôn. Tiếp tục quay trở về, anh em ấn vào phần nhiệm vụ này, sau đó là nhận ngay nhiệm vụ chính nhá. Có thêm thể lực và một số những cái phần thưởng. Đơn giản. Đấy, nhận thêm tí nữa này, 200 thể lực luôn này. Tiếp tục nhận ngay này. Rồi, nhận cho bao giờ bằng hết thì thôi nha anh em. Còn về phần anh hùng này thì ở ngày đầu tiên chúng ta chơi những vị tướng nào? Thì anh em có thể thấy là ngoài 50 vé chiêu mộ mà chúng ta nhập cốt chung các kiểu con là điều ấy ra nhá, thì chúng ta chiêu mộ hên thì ra vị tướng xịn sò, không hên thì ra vị tướng cúi bắp, như mình thì ra Frankie. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ sở hữu được thêm một số những vị tướng nữa sau khi mà làm những cái sự kiện ở trên fanpage nha. Thì đây là cái vị tướng mình nhận được là SR này. Mình nhớ không nhầm đâu đấy, đó chính là cái sự kiện liên quan đến livepage ấy. Ok, tiếp theo nữa trong phần túi cho anh em xem luôn nha. Mảnh này thì có cả mảnh panda này. Đấy, mình cũng sẽ ghép luôn này. Đấy, tất cả là chúng ta đều có thể làm sự kiện mà nhận cốt được nha anh em ơi. Thì cái đường link nhận cốt riêng mình có để luôn dưới phần bình luận cho anh em có thể tham khảo nhá. Ok chưa? Rồi. Ok, tiếp tục này. Thêm 100 mảnh ghetto nữa. Đấy, lúc giai đoạn đầu mình nhớ là nhận được 3-4 vị tướng liền cơ mà. Con lành cái nào luôn. Thế là full một team mình chơi giai đoạn đầu anh em. Sáu con bò luôn này. 1, 2 này, 3, 4 và 5. Đấy, thế là ngon lành cái nào rồi. Đi vượt ải cứ thế mà chơi thôi anh em. Tội là đây có 3 em tanker này anh em này. Có mỗi em này là đam ngon này. Giai đoạn đầu chơi Renuku cũng được. Và đây, có một em này nữa thì thôi làm đam bổ trợ là em Genos. Anh cũng ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng theo thứ tự anh em nhé. Đam chính là Renuku luôn này. Đột phá luôn. À, tăng cấp nữa nhở. Tăng cấp nhanh phát. Lên level 11. Tiếp tục là đột phá. Ok. Trang bị này, có gì ngon lành cái nào thì mình cho em Renuku hết. Sau đấy là mình sẽ đến em Genos anh em nhé. Ui, ở đây nhìn hơi khó nhở. Đây, em thứ hai sẽ là Genos. Tăng cấp nhanh luôn. Tiếp tục là đột phá thôi. Với cái đội hình gồm 5 em tướng giai đoạn đầu mà chỉ cần nhập cốt là được này thì mình đi vượt ải cũng đã rất là ngon rồi. Ok. Tiếp theo em thứ hai là xong rồi này. Em thứ ba ghetto. Ghetto sau đấy thì sẽ đến panda nha anh em. Đột phá tiếp. Lên. Ok. Hơi bị thiếu tài nguyên tí nhờ. Panda này. Rồi. Không sao anh em nhé. Giai đoạn đầu chúng ta cứ chơi 3 vị tướng thủ cũng được. Bởi vì là nó cũng kích thêm một cái búp nữa mà. Tanker Frankie đây. Đã như vị tướng Frankie này mà thay thế bằng một vị tướng gì đó xịn sò con bò hơn SR mà gây ra sát thương hoặc là bổ trợ hồi máu nhỉ, thì hợp lý hơn đấy. Ok, vị tướng mà anh em chiêu mộ được đầu tiên SR trong cái phần chiêu mộ cao cấp là gì thì có thể để lại comment ở bên dưới nha. Rồi, tiếp tục là chiến đấu thôi. Tiến luôn này. Cái game khá mượt anh em ạ.
Sau khi nâng cấp xong thì anh em nhớ phần đội hình nhá, để có thể là chỉnh lại đội hình này. Bỏ mấy cái vị tướng của Bob này đi này. Gợi ý phát là nó sẽ xếp cho anh em những cái vị tướng mà lực chiến cao nhất vào đây luôn nha. Nhưng chảy ở sao Renoku đứng đầu luôn ạ. Thôi chắc là nó mạnh cho đứng đầu chứ gây sát thương. Thì đây, 3 vị tướng thủ, đáng lẽ là 2 vị tướng thủ thì ok, hoặc là 4 vị tướng thủ thì nó sẽ ngon, tăng 20% phòng ngự này, ngon chưa? Nhưng mình thì mình muốn là tấn công cơ, bởi vì là 4 vị tướng anh hùng tấn công ấy thì nó sẽ hợp lý. Do là nó tăng thêm được 30% công kích sau 3 lượt. Tuyệt vời ông mặt trời. Nếu full tấn công thì ngon nhỉ. Nhưng mà full tấn công thì hơi khó, bởi vì là những anh em nào mà kiểu như là làm một chút vào á thì chơi nó mới dễ. Còn những anh em nông dân thì nên có một chút phòng thủ cũng như là hỗ trợ anh em nhá. Đấy là những ngày đầu tiên. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào ải để chiến đấu thôi. Kiêu chiến này. Ok. Chiến luôn anh em. Đấy, với đội hình này thì đi vượt ải nó cũng sẽ nhanh thôi anh em ạ. Và khi mà chiến đấu xong thì nó sẽ có cái tự động vượt ải nha anh em. Đây này, tiếp tục trong mấy giây này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể ấn về thành, sau đấy là làm một số những cái nhiệm vụ khác. Đó, ví dụ như là nhận những cái nhiệm vụ vớ va vớ vẩn này để cho bớt đi những cái chấm đỏ này. Đấy, ok. Đấy, khi nào vượt ải xong thì nó sẽ hiện ra như này, mình ấn tiếp tục. Hoặc nếu không anh em có thể treo máy đi làm cái việc gì đó thì nó vẫn sẽ tự động vượt ải cho anh em. Đến khi nào mà thua thì thôi. Cho nên là anh em yên tâm nhá. Thư viện này, thu thập nhanh luôn, ngay có thêm 400 kim cương nữa, ok phết nhỉ. Tiếp tục là mở rộng chỉ huy. Ở trong phần chỉ huy này thì anh em thích chỉ huy là gì thì hoàn toàn là có thể chọn chỉ huy đó nhá. Thì ra màn hình chính nó sẽ hiện ra ở ngoài màn hình chính cho anh em luôn, xem có chỉ huy gì đẹp dai không. Huy chọn thử Renoku tí nhỉ, kích hoạt luôn. Ngon đấy chứ, đẹp dai phết anh em ạ. Để mình vào phần vượt ải cho anh em xem skill chiêu thức của em Renoku nhá. Đó, ok này. Rồi, hai vị tướng đam của mình đánh ghê phết, toàn one shot one kill thôi. Thế là giai đoạn đầu chính ra là có 5 vị tướng đấy là đi vượt ải cũng đã nhàn hơn rất là nhiều rồi. Anh em cứ yên tâm, một phát đấm này, một đấm này, ok. Wow, thanh niên Genos này của mình nghe vẻ là tốc độ hơi thấp nhỉ anh em nhỉ. Mặc dù là được nâng khá là cao nhưng mà đánh đòn đánh sau mấy cái thằng ở đằng này thôi. Ok, múc luôn. Panda thì đúng thuần tanker rồi, đánh chẳng có tí đam nào cả. Luffy, ai à, kinh ấy. Luffy với chúng tôi này. Rồi, tiếp tục là vượt ải anh em nhá. Sau khi vượt ải một lúc mở ra cái tính năng đấu trường ấy, thì tích cực vào trong này đánh cho nó bằng hết đi nhá. Xếp hạng càng cao càng tốt, càng sớm càng tốt. Vì đây nó sẽ có phần thưởng này anh em này. Đấy, nếu như mà giai đoạn đầu anh em đánh được sớm á thì lên xếp hạng cao thì mới còn có cửa. Còn nếu như mà về sau rồi các ông khác nâng mạnh hết lên, anh em vào muộn hơn thì mấy cái hạng trên này nó mới ngon lành cái đào này. Đấy, anh em không đạt được phí lắm đúng không, lúc đấy lại mất công đi xin sở bảo ơi bạn ơi tháo đội hình cho mình lên tí thì nó lại không hay. Chúng ta hoàn toàn là có thể dùng kim cương để reset, ví dụ như reset một lúc thì nó sẽ ra hạng 3.500 thì cũng đỡ hơn được tí, nhưng mà anh em chấp nhận là phải mất nhiều kim cương hơn chút nhá. Và kiêu chiến thôi. Hiện tại đang có trận đấu diễn ra, không thể bắt đầu trận mới. À ok, thế thì anh em phải quay trở lại cái phần chiến đấu này. Anh em chờ cho nó đánh hết cái này, anh em sẽ ấn dừng không tiếp tục vượt ải nữa nha. Thì chúng ta mới có thể là khiêu chiến đấu trường tiếp. Ủa, khiêu đẹp thế. Ok nha, bây giờ thì chúng ta hoàn toàn là có thể khiêu chiến được rồi này. Khiêu chiến. Đấy, anh em thấy chưa? Bọn này lực chiến thấp không gì mà, bọn này toàn bọn boss thôi. Thế nên là giai đoạn đầu chúng ta vượt được nhanh. Ôi, tốc độ x2 này, chưa để tốc độ x3 anh em. Đây, anh em lưu ý là chiến đấu xong thì nó sẽ cần thời gian chờ. Anh em đừng tiếc kim cương nhá. Ấn cài lại thời gian chờ cho mình này. Tiếp theo là ở đây thì nó có thứ hạng, ví dụ như 1.400 thì chúng ta cứ đổi đi đã. Đấy, lên 1.001 thế này, 1.000 này, 2.001 à, đấy. Đấy, 943 này, cứ là ok thì chúng ta múc luôn anh em nhá. Đừng tiếc kim cương. Giai đoạn đầu tiên này chúng ta đầu tư một chút, nhưng mà xếp hạng ở trên phần chiến trường này cao ấy thì sẽ nhận lại được kim cương rất nhiều. Anh em cứ yên tâm nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhận những cái phần thưởng đây nhá. Đấy, có lại được kim cương này. Ngon lành luôn anh em. Wow, nhưng mà vẫn chưa thấy nhận được vé chiêu mộ nhờ. Đây này, một vé này. Tin này. Ồ đấy, thêm hai vé nữa này. Đấy, anh em thấy ok không? Kim cương hoàn trả lại khá khá này. Tiếp tục bốn vé nữa này. Đó là đầu chúng ta kiếm vé chiêu mộ ở đây chứ ở đâu anh em ơi. Ui, chưa đạt này. Tặng 400 này. Trong top 100 mình có thêm 8 vé nữa. Ok, để mình ra thử xem là đủ vé chiêu mộ hay chưa nhá. Chưa rồi. Chiêu mộ cao cấp mình có 7 thôi, còn thiếu 3 vé nữa thôi, tích cực làm nhiệm vụ vậy anh em. À, trong phần lễ hội này như là được rồi này. Thám hiểm, đúng rồi. Ngon lành luôn, 15 vé. Thế là chiêu mộ được thêm
hai lần x10 nữa anh em ạ. Ồ, luôn đi để xem được cái gì nào. Bỏ qua hiệu ứng này. Rồi. Phát này, bậc S. Bậc S. Ê, không có gì cả, nhưng mà ra Zoro này anh em này. Thì thiếu có 19 lần nữa thôi là mình sẽ có thêm được một vị anh hùng SR anh em nhé. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi vườn ải đây. Nói chung là ngày đầu tiên thì chúng ta chỉ có một số cái lưu ý cơ bản và đơn giản như vậy thôi. Thì anh em chú ý cái phần nhập đủ cốt là chúng ta sẽ chơi dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để đón xem hướng dẫn tân thủ vào ngày thứ 2 nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.